Hôm qua tại trạm bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam phối hợp với chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Cần Thơ tổ chức lễ phát động chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh. Tại buổi lễ phát động, công ty Syngenta Việt Nam phối hợp chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật hướng dẫn việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho nông dân, tổ chức đổi bao gói thuốc bảo vệ thực vật lấy quà tặng. Trong ngày tổ chức lễ phát động chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh, Trạm bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ đã thu gom được hơn 5 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Toàn bộ được công ty Syngenta tiêu hủy theo quy định về xử lý rác thải nguy hại. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của bà con nông dân trong việc thu gom rác thải nông nghiệp, đặc biệt là bao gói thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và phát triển nông nghiệp bền vững.